Hồi 23, cuộc đấu kinh hồn giữa, Thái Hậu cười lạt hỏi, võ công của Hoàng thượng cao thâm thì sao? Chẳng lẽ ngươi lại giết chết mẫu thân hắn? Hải lão công tông, tội nghiệp, tội nghiệp, việc ngồ nghịch này không nói ra được. Nếu nô tài nói đến thì sau khi chết rồi tất phải bị vào địa ngục rút lười. Trong lòng nghĩ vậy thì chết đi cũng phải xa vào địa ngục tẩy não mà chịu đựng đau khổ. Lão hò mấy tiếng rồi nói tiếp bọn nô tài có tên tiểu thái giám tên là tiểu quế tử vì tiểu bảo nghe tới đây giật nảy mình lên nghĩ bụng lão con rùa nói đến ta rồi đây lại nghe hải lão công nói tiếp gã còn kém hoàng thượng vài tuổi hoàng thượng rất yêu mến gã thường cùng gã chơi đô vật để luyện võ công gã tiểu quế tử do nô tài truyền thụ võ nghệ tuy chưa đáng kể là cao thủ bậc nhất nhưng đám trẻ cùng lứa tuổi ít có kẻ địch nổi gã vì tiểu bảo nghe hải lão công tán dương mình thì không khỏi nhân nhơn đắc ý thái hậu nói, đã là minh sư tất có cao đồ, dưới tay có tướng mạnh thì không có quân hèn. Hải lão công tông, đa tả thái hậu ban lời vàng ngọc, nhưng tiểu quế tử động thủ ra chiêu với tiểu thánh thượng 10 lần có đến 8 lần thất bại. Bất luận nô tài dạy gã môn võ công gì, cũng kém hoàng thượng một bậc. Xem thế đủ biết bản lãnh của sư phụ của Đức Đương Kim Hoàng thượng còn cao thâm hơn nô tài nhiều lắm. Nô tài suy đi nghĩ lại, thì những tay cao thủ võ học ở trong cung tất có một vị đại hành gia. Muốn tìm ra vị đại hành gia này vì lẽ gì đã sát hại hai vị hoàng hậu, một vị hoàng phi và một vị hoàng tử, tưởng không lấy gì khó khăn lắm. Thái hậu hờ hững nói: té ra là thế, ngươi đi vòng vòng hàng mấy giờ rút cục để nói với ta câu chuyện này. Hải lão công tông, Thái hậu đã dạy, có minh sư mới có cao đồ, hay ngược lại, có cao đồ tất có minh sư. Hoàng thượng đã biết sử dụng 8 lần 8 là 64 chiêu thức về bát quái du long trường. Người dạy trường pháp này chắc là biết sử môn, hóa cốt miên trường. Thái hậu hỏi, người đã tìm ra tay cao thủ võ học đó chưa? Hải lão công tông, nô tài tìm ra rồi. Thái hậu cười lạt nói, người thật là thâm mưu. Sở dĩ người tận tâm dạy võ công cho tiểu quế tử đến tị võ với hoàng thượng hàng nửa năm nay là để thăm dò cho ra vị sư phụ của hoàng thượng hải lão công thờ dài nói nô tài cũng chẳng có cách nào khác được đáng giận cho tiểu quế tử lại là đứa thâm độc khốn kiếp trong mắt của nô tài bị gã dùng thuốc độc làm cho đôi mù nếu không vì điều tra vụ bí mật lớn lao này cho được rõ ràng thì nô tài quyết không để cho quân khốn kiếp này sống được đến ngày nay thái hậu cười khanh khách nói tiểu quế tử là đứa bé rất tinh khôn gã làm đôi mắt ngươi là hay lắm sáng mai ta sẽ trọng thưởng cho gã hải lão công tông đa tạ thái hậu nếu thái hậu hạ chỉ hậu táng cho tiểu quế tử thì gã ở dưới suối vàng cũng được đội ơn mưa móc của thái hậu thái hậu hỏi người đã giết gã rồi ư hải lão công tông nô tài nhẫn nại quá lâu rồi từ nay trở đi nô tài không thể dùng gã được nữa vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa nghĩ thầm quả nhiên lão con rùa này biết ta không phải là tiểu quế tử từ lâu rồi lão cũng biết cặp mắt của lão bị ta dùng độc hại té ra lão lợi dụng mình để hạ độc thủ dần dần. Lão dạy võ công ta hoàn toàn là để tham thính cho biết võ công của Hoàng thượng. Còn mẹ nó, mình biết sớm thế này thì quyết không mắc bẫy lão, chẳng đem võ công của Hoàng thượng về kể lại cho lão hay. Không biết bao giờ mới ham dọa được lão té đái vải phân cho hã dân. Lại nghe hài lão công vừa thở dài vừa nói, Thái Thượng Hoàng vốn nóng tính, đã làm việc gì là làm cho bằng được ngay đáng tiếc ngài làm đến thiên tử mà dề người yêu bị kẻ khác ra hại không cứu sống được. Ngài đã xuất gia mà vẫn chưa quên đồng ngạc phi, nô tài trước khi rời chùa Thanh Lương về cung, Thái Thượng Hoàng giao thủ bút ban dụ, truyền nô tài phải tra xét cho ra ai là hung thủ sát hại đồng ngạc phi. À quên, sát hại đoan kính hoàng hậu, ngài còn xuống dụ cho nô tài lập tức đem hung thủ ra chính pháp. Thái hậu đằng hắng một tiếng rồi hỏi, y đã làm sư, còn xuống dụ thế nào được? người đã xuất gia vẫn không quên việc sát nhân thì đâu có được. Hải lão công nói, nô tài đã ngấm ngầm chủ tính thấy mình không thể địch nổi hung thủ này. Vì vậy mới luyện một môn công để liều mạng với họ. Chỉ vì quá nóng này đi lầm đường kinh mạch mà mắc bệnh ho xuyển trung thân. Nay lại đôi mắt không hy vọng gì nữa. Thái hậu nói, phải rồi, người suốt đời mang bệnh, lại đôi mắt thì có vâng mật, chỉ cũng chẳng làm được gì hải lão công lại thở dài nói, không được rồi, quả không được rồi, nô tài xin cáo từ Thái Hậu để ra đi. Lão dứt lời liền chờ gót từ từ cất bước, vì tiểu bảo thấy hải lão công chờ gót khác nào chút bỏ được khối đá treo ở trong lòng. Gã nghĩ thầm, lão con rùa cút rồi là ta không còn sợ gì nữa. Lão yên chí là ta đã mất mạng, tất không trở lại tìm kiếm nữa. Bỗng nghe Thái Hậu gọi giật lại, hải đại phú, hãy khoan, người định đi đâu? hải lão công đã bao nhiêu điều hệ trọng, nô tài đã tâu hết cùng Thái Hậu. Bây giờ nô tài về nhà đợi chết, Thái Hậu hỏi công việc y giao ngươi, ngươi cũng bỏ giờ không làm ư. Hải lão công tông, hiện nay nô tài tâm thì có thừa mà lực thì không đủ. Huống chi nô tài lại không có gan làm loạn, xúc phạm người trên. Thái hậu cười khanh khách nói, ngươi quả là kẻ hiểu thời vụ, có thế mới không uổng công đã trầu hầu chúng ta trong mấy năm trời hải lão công tông, dạ dạ, đa tạ hậu ơn của Thái Hậu, mối oan cừu chìm sâu đáy biển này đành chờ khi hoàng thượng lớn tuổi, rồi ngài tự mình giữa lấy oan khiên. Lão ho lên mấy tiếng, nói tiếc nghe nói hoàng thượng đã xuống chỉ bắt ngao bái, ngài thật là một đấng anh quân. Mẹ ruột ngài bị người ta ra hại, chắc chẳng bao lâu ngài sẽ hiểu rõ và có cách xử trí. Chỉ đáng tiếc, nô tài không sống được đến ngày đó để coi hung thủ bị hành hình. Thái hậu tiến lên mấy bước quát, hải đại phú ngươi hãy quay lại đã. Hải lão công tông, dạ, thái hậu có điều chi phán. Thái hậu lớn tiếng, vừa rồi ngươi ăn nói càn rỡ, những chuyện hoang đường đó ngươi đã tâu lên hoàng thượng cả rồi ư. Giọng nói của thái hậu phát run tỏ ra ngài rất khích động. Hải lão công tông, nô tài định sáng sớm mai sẽ tâu lên hoàng thượng. Vì thế, nô tài trong lòng nóng này không thể chờ đợi được, mới đang đêm vào tâu với thái hậu trước thái hậu nói hay lắm hay lắm đột nhiên một luồng kình phong rít lên tiếp theo là hai tiếng binh binh vang dội vì tiểu bảo giật mình kinh hãi gã không nhịn được thò đầu ra coi thì thấy thân pháp của thái hậu mau lẹ dị thường ngài lướt quanh mình hải lão công đồng thời hai tay liên tiếp phóng trưởng đánh vào người lão hải lão công đứng vững như núi vông trưởng kháng cự vì tiểu bảo kinh hãi không biết đến thế nào mà nói gã tự hỏi tại sao thái hậu lại đánh lão con rùa té ra thái hậu cũng hiểu võ công gã thấy thân pháp thái hậu đã mau lẹ phi thường mà mỗi phát trưởng đánh ra lại rít lên veo véo đủ chứng tỏ trường lực của ngài cực kỳ lợi hại hải lão công hai chân vẫn đứng nguyên trồ phóng trưởng minh địch và hóa giải được trường lực của đối phương phát ra tiếng nổ hai bên kịch chiến hồi lâu thủy trung thái hậu vẫn không làm gì được đối phương đột nhiên thái hậu tung mình vọt lên không rồi vung song trường từ trên cao đánh xuống. Hải lão công xoay tay trái đánh ngược lên, tay mặt lão nhằm đánh vào bụng thái hậu, sầm, một tiếng, trường lực hai bên đụng nhau, người của thái hậu bị hất bay lùi lại. Hải lão công cũng loạn trọng thân hình mấy cái mới dứng vững được. Thái hậu lớn tiếng quát, hảo nô tài, người hí lộng quỷ thần đem võ công phái thiếu lâm dạy tiểu quế tử. Không ngờ ngươi lại là người của phái không động hải lão công đáp chả dám nào mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường thái hậu đem võ công phái võ đương dạy hoàng thượng định lừa nô tài mắc bẫy nhưng môn hóa cốt miên trường lại là một công phu trên đảo rắn nô tài đã biết cái đó từ hai năm về trước rồi vì tiểu bảo trầm ngâm một chút rồi hiểu rõ ngay gã mắng thầm mẹ kiếp lão con rùa này rào hoạt vô cùng lão dạy mình những môn đại cầm nã thủ đại từ đại bi thiên diệp thủ gì gì đều là võ công của phái thiếu lâm để thái hậu tưởng ta là đệ tử phái thiếu lâm má thực ra lão là người của phái không động con khỉ gì đó. Đáng tiếc môn, bát quái du long trưởng, của phái võ đương mà thái hậu sử dụng không gạt được lão con rùa. Gã lại lẩm bẩm té ra thái hậu đã truyền võ công cho hoàng thượng. Đột nhiên gã cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt, la thầm, trời ơi, hóng bét, thái hậu sử môn, hóa cốt miên trường chẳng lẽ bốn người mà lão con rùa vừa kể đều bị Thái Hậu hạ tù ra hại? Chào ôi, thế này thì đào lộn hết rồi. Mẹ ruột của Hoàng thượng bị Thái Hậu sát hại. Nếu lão con rùa đem việc này tâu đến tay Hoàng thượng tất xảy ra cuộc đại họa. Hoàng thượng mà không giết độc Thái Hậu, tất Thái Hậu cũng giết Hoàng thượng. Trời ơi, chuyến này không khéo loạn to, biết làm sao bây giờ? Vì tiểu bảo nghĩ vậy rồi trong lòng hoang mang không biết đến thế nào mà nói trong đầu óc gã chỉ còn một ý niệm duy nhất là co giò chạy trốn để mau mau rời khỏi trốn thị phi này. Vì tiểu bảo tính chạy trốn, nhưng gã sợ quá toàn thân nhũn ra. Hai chân tựa hồ đóng đinh xuống đất không sao nhúc nhích được một chút thì còn nói đến chi chuyện chuồn đi. Tình trạng gã lúc này chẳng khác người mơ mộng, gã muốn cử động một ngón tay cũng không thể được. Bỗng nghe Thái Hậu hỏi, câu chuyện đã đến thế này mà ngươi còn hòng sống được qua đêm nay ư? hải lão công đác thái hậu cứ việc tuyên triệu bọn thị vệ tới đây càng nhiều càng tốt nô tài sẽ đem hết đầu đuôi câu chuyện nói cho chúng nghe tất có một tên sẽ đưa nội vụ tâu đến tai hoàng thượng thái hậu cười gằn nói cha người tính kheo đấy chắc là sẽ đọc như ý bà nói câu này rất chậm chạp đồng thời không ngớt điều hòa hơi thở hải lão công nói thái hậu hãy bảo trọng thánh thể để khỏi bị chật đường kinh mạch thái hậu nói kể ra ngươi cũng có lòng tốt nên biết võ công của hải lão công vốn tương đương với thái hậu bây giờ lão hai mắt đuôi mù thì không phải là địch thủ của bà nữa từ mấy năm trước lão điều tra ra tên ngõ tác miệng gã nói ra hung thủ sát hại hiếu khang hoàng hậu và đồng ngạc phi đã xử môn hóa cốt miên trường công phu âm độc này là một môn bí truyền độc đạo của đảo chúa trên đảo rắn ngoài biển liêu đông khi ấy lão chưa biết hung thủ là ai đã mạo hiểm ngấm ngầm rèn luyện môn võ công chuyên đối phó với hóa cốt miên trường tuy vụ này làm tổn thương đến thân thể lão nhưng lão đã luyện thành môn công phu đó rồi sau vi tiểu bảo cùng vua khang hy hàng ngày luyện võ hải lão công đoán ngay người dạy võ công cho hoàng thượng tức là hung thủ đã sát hại đồng ngạc phi hiếu khang hoàng hậu lão còn tiên đoán sau này tất xảy ra một trường đại chiến hải lão công lại biết rõ cả việc vi tiểu bảo sát hại tiểu quế tử rồi bầu bạn với mình thì nghĩ rằng thằng bé này còn nhỏ tuổi như vậy lại chưa từng quen biết lão tất có người sai gã trà trộn vào đây lão đã dùng lời khéo léo dẫn dụ và lừa gạt để do thám cho ra ai là người chủ trương vụ này nhưng vi tiểu bảo theo mao thập bát đến kinh rồi bị bắt chứ chẳng ai sai khiến vì vậy mà tâm cơ không có gì để bại lộ nếu không thì dù vi tiểu bảo có tinh khôn đến đâu nhưng gã còn nhỏ bé kiến thức nông cạn chẳng thể nào biệt kín hải lão công được cuộc tra hỏi của hải lão công không đem lại kết quả nào lão liền tương kế tựu kế dạy võ công cho vi tiểu bào để đối phương nhận định lão là một tay cao thủ của phái thiếu lâm hiện giờ xảy ra cuộc động thù thái hậu quả nhiên đã bị một vố cay vì chuyện nhận lầm này nguyên nửa năm trước đây thái hậu tưởng hải lão công là một tay cao thủ của phái thiếu lâm còn hải lão công thì lại biết rõ võ công của thái hậu là giả vờ thuộc phái võ đương hai người đối nghịch một mắt sáng một đuôi mù, nhưng việc phân đoán võ học của đối phương lại tương phản. Hải lão công đuôi mắt mà liệu định rất đúng, thái hậu mắt sáng nhưng lại đoán sai. Cái đó không phải vì kiến thức của thái hậu kém cỏi mà là vì hải lão công giã vạn hỏi tên ngõ tác biết dò chân tướng nội vụ rồi. Còn thái hậu thủy chung vẫn như người bị che mắt không nhìn thấy rõ được. Hải lão công biết mình đuôi mắt kém thế, phải chọc giận để đối phương ra tay tấn công, kỳ cho dến lúc mỏi mệt lão mới thừa cơ phản kích mấy chiêu để thủ thắng. Hơn nữa vừa rồi Hải Lão Công cũng đã xoay sở câu chuyện hồi lâu mà Thủy Trung Thái Hậu vẫn không tiết lộ chính bà đã hạ thủ ra hại bọn đồng ngạc phi, hiếu khang hoàng hậu, hay là đã sai khiến kẻ khác. Theo lẻ thường mà phỏng đoán thì muốn luyện thành môn hóa cốt nhiên trường phải gắng công trong vòng hai chục năm. Thái Hậu là dòng dõi thế gia, vinh hiển vô vùng. Gia đình mấy đời làm đến đại thần. Vậy khi bà nhỏ tuổi đã là một thiên kim tiểu thư thì khi nào lại lần mò tới tận đảo rắn để học môn công phu kia được? Hải lão công cho là trong bọn cung nữ thân tín kề cận bên Thái Hậu có một cao nhân. Ngờ đâu lão vừa nói đến chuyện đem nội vụ tâu trình hoàng thượng, Thái Hậu bồn chồn trong giả, không kịp suy nghĩ sâu xa, lập tức ra tay công kích. Trường hợp này xảy ra tức là Thái Hậu đã thừa nhận chính mình đã hạ thủ sát hại bốn người bà còn hấp tấp phóng ra ba trường mau lẻ phi thường. Nhân đó bà bị nội thương rất trầm trọng. Hải lão công mấy năm trời khổ tâm rèn luyện, sắp đặt kế hoạch, nay lão thấy mình thành công trong lòng được an ủi rất nhiều. Lão nghĩ thầm tuy bây giờ Thái hậu nhận ra lai lịch võ công ta của ta, nhưng bà đã bị thương trước rồi, thì chẳng làm gì được ta nữa. Thái hậu bị thương khá nặng, trong lòng vừa kinh hãi, vừa tức giận vô vùng. Bà nghĩ thầm, đêm nay nếu ta để tên nô tài này còn sống sót và rời khỏi nơi đây, tất hắn tâu lên hoàng thượng thì cả nhà ta đều bị chu diệt. Còn hồ ly tinh kia ở dưới địa ngục biết tin này cũng nở mặt nở mày vui sướng như mờ cờ ở trong bụng. Bà nghĩ tới nét mặt tươi cười xinh đẹp của đồng ngạc phi thì khí tức lại sông lên đến cổ. Bà không sao nhẫn nại được nữa, hít mạnh một hơi chân khí rồi lớn tiếng quát. Đêm nay ta quyết liều mạng với ngươi, chết thì cùng chết chớ chẳng để mi sống sót bà là một vị hoàng thái hậu ở địa vị trí tôn kể ra không khi nào phải quyết sống mái với một tên thái giám nhưng hiện giờ bà lâm vào tình trạng cực kỳ khẩn trương phải giải quyết cho xong vấn đề nếu hải lão công không chết thì bà cũng khó an toàn vì thế bà bất đắc dĩ phải đối phó một mất một còn với lão thái hậu quyết định chủ ý rồi thủng thẳng nói hải đại phú người muốn bịa chuyện phao ngôn thì cứ việc mà nói nhăng nói càng Hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng đầu óc rất sáng suốt. Ta thử coi y nghe lời ta hay nghe mi. Hải lão công đáp dĩ nhiên Hoàng thượng lúc ban đầu không tin nô tài, chắc ngài còn lập tức hạ chỉ xử tử nô tài nữa là khác. Nhưng mai sau đây mấy năm suy nghĩ kỹ càng rồi ngài sẽ hiểu rõ. Thái hậu ơi, dòng họ Thái hậu truyền đời phú quý tôn vinh, Hoàng hậu của Đức Thái tôn và Thái thượng hoàng đều xuất thân ở quý phù. Đáng tiếc cho sự vinh hoa phú quý này đến chiều khang hy là kết hát thúc. Thái hậu nghe tới đây không nhẫn nại được. Toàn thân run lên, vì bà biết lão thái giám nói mấy câu này là đúng sự thực. Bà biết tiểu hoàng thượng thông tuệ phi thường, chẳng sớm thì muộn bà sẽ không lường gạt ngài được nữa. Hải lão công lại nói tiếc thái thượng hoàng đã hạ lệnh cho nô tài. Một khi cha ra được hung thủ thì bất luận người đó là ai, phải lập tức ra tay hạ sát. Đáng tiếc nô tài bản lãnh kém cỏi không phải là đối thủ của Thái Hậu, nên phải dùng đến hạ sách, đem nội vụ khải tấu Hoàng thượng. Lão vừa dứt lời liền chờ gót từ từ bước đi, Thái Hậu ngấm ngầm đề tụ chân khí toan nhảy vọt lại công kích thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió nhẹ chuyển động. Bất thình lình hải lão công vọt mình lại gần, vung song trường đánh mạnh ra. Nguyên hải lão công vâng mệnh vua thuận trị khi tìm ra hung thủ đã sát hại đồng ngạc phi là lập tức xử tử. Lão quyết chí làm nên đại sự lão nói những gì đem nội vụ khải tâu hoàng thượng chẳng qua là để nhiều loạn tâm thần của Thái Hậu. Một khi lòng dạ người đàn bà đã bồn chồn nóng này thì khó mà ngưng thần tỉnh trí được. Lão sẽ thừa cơ ra chiêu phản kích đột ngột theo cách xét nổ thình lình không kịp bưng tai. Phát trường hải lão công tuy phóng ra không một tiếng động nhưng lão vẫn toàn thân công lực có sức nặng ngàn cân. Vừa rồi hải lão công lắng tai nghe Thái Hậu nói năng đã biết rõ phương vị trồ bà đứng lão còn tính không sai chật một tất mươi phóng trường nhằm vào yếu huyệt trước ngực bà đánh tới. Thái hậu không ngờ thân pháp hải lão công mau lẹ đến thế. Lão đã bước đi, vụt một cái đã trở lại công kích rồi. Thái hậu muốn lạng người né tránh, bà nghĩ rằng mình chỉ lẹ bước di chuyển thân mình là lão thay giám đuôi mù này chẳng tài nào biết dược bà đứng ở đâu. Bà lại yên trí chỉ có mình ra tay tấn công, còn đối phương ngoài cách theo trưởng phong chống đỡ, không còn cách nào phản kích. Ngửa đầu thái hậu vừa chuyển mình trường lực của hải lão công đã xô tới khiến bà cơ hồ bị nghẹt thở bà đành vận nội lực vào tay phải đánh ra thái hậu lại tính toán sau khi hai trường lực giao nhau ta lập tức rời gót chuyển mình đi nơi khác rẻ đầu phát trường của hải lão công áp lực cực kỳ trầm trọng khiến cho thái hậu không thể di chuyển được kế đầu không thành thái hậu lại nghĩ đến kế thứ hai lập tức bà tăng ra nội lực vào tay phải để tỷ đấu nội tình với đối phương hải lão công vừa phát giác nội lực của thái hậu ào ạt xô tới thì trong bụng mừng thầm tự nhủ mình đã đuôi mắt mà lại tỷ đấu bằng cách di chuyển thân hình thì dĩ nhiên lâm vào tình trạng bất lợi nếu cùng mụ tỷ đấu nội lực thì mắt đuôi hay mắt sáng cũng không quan hệ gì thái hậu đã bị nội thương khí lực đã không còn hùng hậu như trước nữa bà cần phải điều dưỡng một giờ hay ba khắc mới khôi phục lại được nguyên khí thế mà bà lại tỷ đấu nội lực ngay tất nhiên tinh lực hao mòn kiệt quệ rồi nhũn người ra mà chết. Hiện giờ âm lực ở tay trái, dương lực ở tay mặt, sau khi tỷ đấu một lúc, âm dương lực dần dần đảo ngược và biến thành dương lực ở tay trái, âm lực ở tay mặt. Vì tiểu bảo ngó thấy bàn tay của Thái Hậu chống với hai bàn tay của Hải Lão Công, coi hời hợt như không, chẳng có chi nguy hiểm. Gã có biết đâu trưởng lực của Thái Hậu chống với hai khối đá mài nó đang chuyển động từ từ như mài bụi phấn, nội lực của Thái Hậu mất đi từng chút một. Thái hậu phát giác ra trường lực của đối phương cực kỳ quái dị thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm, may mà ta đã đề phòng cẩn thận, nếu mình sơ ý một tí thì đêm nay chắc là phải chết về tay tên thái giám hung ác này. Bà xoay tay trái nhẹ nhàng đưa vào bọc lấy ra một cây nga mi thích bằng bạch kim pha thép. Bà cầm nga mi thích phóng ra rất thong thả mũi nga mi thích dần dần đưa vào bụng dưới hải lão công. Vì tiểu bảo ẩn ở phía sau tòa miếu giả, gã vẫn nơm nớp lo sợ bị thái hậu phát giác ra. Ngẫu nhiên gã thỏ đầu ra ngó trộm một cái rồi rút đầu lại. Bất thình lình gã thấy ánh bạch quang lấp loáng, vội thỏ đầu ra nhìn thì thấy bàn tay của hai người vẫn giáp vào nhau. Chỉ có trong tay trái của Thái Hậu thêm một thứ binh khi ngắn ngụn đang đâm về phía bụng dưới hải lão công. Gã mừng thầm tự nhủ hay quá, hay quá lão con rùa kia sắp trầu trời đến nơi rồi nhưng ngọn Nga mi thích còn cách bụng dưới đối phương chừng một thước thì không thể tiến thêm được nữa Nguyên hai bàn tay của Hải lão công phát huy lực âm dương mỗi lúc một mạnh và mau lẻ một bàn tay của Thái hậu trống không nổi bà cảm thấy tay mặt mình dần dần bất lực bà không nhịn được nữa muốn đưa tay trái ra để góp sức hồi 24 vì tiểu bảo trổ tài ứng biến Nguyên Thái Hậu đã định bụng phóng Nga Mi thích từ từ để khỏi phát ra tiếng động thì địch nhân chẳng tài nào phát giác ra được. Nhưng hiện giờ trường lực một bàn tay mặt của bà khó bề chống đỡ. Bà không thể e dè Hải lão công có phát giác hay không liền tăng gia kình lực vào tay trái để đâm Nga Mi thích tới nơi. Ngờ đâu chỉ dùng rằng trong nháy mắt thì tay trái đã kiệt lực không đâm được về phía trước thêm một chút nào nữa. Vì tiểu bảo thấy cây Nga Mi thích không ngớt lấp loáng dưới ánh trăng có lúc ánh trăng lướt qua mặt gã, gã biết rằng tay trái thái hậu rung động không ngừng lại. Luồng bạch quang lấp loáng mỗi lúc một mau lẻ, mũi nga mi thích thủy chung vẫn không đâm vào bụng dưới hải lão công được. Vì tiểu bảo không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng biết rằng thái hậu tuy cầm binh khí trong tay mà chẳng làm gì được đối phương. Sau một lúc cây nga mi thích trong tay thái hậu cứ rột dần lại từng chút một. Vì tiểu bảo kinh hãi vô cùng, gã la thầm, trời ơi! Hóng to rồi, Thái Hậu không địch nổi lão con rùa. Bây giờ mình chưa chạy thì còn đợi đến bao giờ? Gã từ từ xoay mình đi từng bước ra ngoài. Gã rời khỏi nơi nguy hiểm xa được bước nào là yên lòng thêm được bước ấy. Chân gã bước lẹ hơn, gã tới bên cổng vườn, giơ tay toan mở cổng thì đột nhiên nghe Thái Hậu rú lên một tiếng. Úi theo, vì tiểu bảo than thầm, hóng bét, Thái Hậu bị lão con rùa giết chết rồi. Lại nghe hải lão công lạnh lùng nói, Thái Hậu hiện giờ Thái Hậu đã lâm vào tình trạng như ngọn đèn khô dầu. Chỉ trong thời gian cháy tàn nén hương nữa là Thái Hậu phải kiệt lực mà chết. Trừ phi lúc này đột nhiên có người tới hạ thủ đâm vào sau lưng nô tài, nô tài không chống được hai mặt nên mới bị họ đâm chết. Vì tiểu bảo toan mở cửa chạy trốn, chợt nghe hải lão công nói như vậy liền bụng bảo giả, té ra Thái Hậu chưa chết, lão con rùa nói phải đó. Hai bàn tay lão đang tị đấu với Thái Hậu, nếu ta lại tấn công vào sau lưng thì lão con rùa chẳng thể chìa tay chống đỡ được. Thế là tự miệng hắn nói ra còn oán trách người ngoài thế nào được. Gã nghĩ tới cục diện lúc này đúng là một trường hợp tốt nhất để hạ hả hải lão công một cách dễ dàng như đánh con chó bị rớt xuống nước. Gã còn cho là nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì uổng cả đời người. Nên biết vì tiểu bảo vốn thích cờ bạc, nhưng cờ bạc có canh đỏ canh đen, khi thua khi được nếu có thể ngấm ngầm giờ cho bịp bợm thì 10 phần chắc ăn đến chín. Đây là một cơ hội đánh bạc chiếm được nhiều tiện nghi nhất, chết sống gã cũng không chịu bỏ qua. Giả tĩ bảo gã mạo hiểm đến cứu Thái Hậu thì bất luận trường hợp nào gã cũng không chịu làng. Nhưng bây giờ gã nghe hải lão công tự mình tiết lộ nhược điểm, lão chỉ còn bó tay chịu trói hay nghền cổ cho người đâm chém thì khác gì miếng thịt béo để kề vào miệng, khi nào gã lại bỏ không nuốt. Vì tiểu bảo thò tay vào ống giày rút lưỡi đao chùy thủ ra chạy lẹ đến sau lưng hải lão công lớn tiếng quát không được ra hại thái hậu. Gã vùng lưỡi chùy thủ lên nhằm đâm mạnh vào sau lưng hải lão công. Hải lão công cười rộ la lên thằng quỷ con kia, mì mắc bẩy ta rồi. Lão vùng chân trái đá ngược về phía sau đánh, binh, một tiếng. Vì tiểu bảo bị đòn cước của đối phương đá trúng ngực hất tung lên bay ra xa mấy trường. Nguyên hải lão công tĩ đấu nội lực vì ới thái hậu đã nắm chắc phần thắng, bỗng tài lão nghe có tiếng người từ sau tòa núi giả đi ra. Tiếng bước chân rất quen thuộc, khiến cho lão biết ngay là vi tiểu bảo. Lão nghĩ bụng thằng quỷ con này đã trúng trường của ta mà không chết tươi, thật là kỳ. Nếu gã đi kêu bọn thị vệ đến cứu Thái Hậu thì thật là việc sắp thành mà hóng. Chợt động tâm linh, lão liền lên tiếng chỉ điểm để dẫn dụ vi tiểu bảo đến tập kích phía sau lưng. Vì tiểu bảo chưa có kinh nghiệm lâm địch, quả nhiên mắc bầy lúc hải lão công vung chân đá ngược lại đã tiên liệu tất thái hậu nhân cơ hội chớp nhoáng lúc lão dồn kinh lực đánh mặt sau để phóng trưởng bên trái đánh vào bụng dưới lão lão đá trúng ngực vi tiểu bào rồi không kịp suy nghĩ gì nữa đẩy mạnh tay mặt về phía trước để bảo vệ nơi bụng dưới đột nhiên gang bàn tay mặt của lão mắt rưởi tiếp theo là bụng dưới lão đau nhói lên cây nga mi thích bằng bạch kim pha thép của thái hậu đã xuyên thủng qua bà n tay hải lão công đâm ngập vào bụng dưới của lão hải lão công vì đôi mắt không nhìn thấy vật gì nên bị đòn cay đáng này dù lão có liệu trước được là thái hậu sẽ thừa cơ hội lão sơ hở mặt trước mà phản kích nhưng không thể tính được đối phương tập kích không phải bằng trường lực mà lại bằng một món lợi khí có thể đập tan vàng nát ngọc bụng dưới hải lão công bị nga mi thích đâm vào rồi mà kình lực ở tay trái lão vẫn cực kỳ mãnh liệt xô đầy Thái Hậu hất ra xa mấy bước. Thái Hậu đặt chân trái xuống rồi lập tức nhảy lùi lại phía sau hơn trường. Bà cảm thấy trong ngực khí huyết nhộn nhạo cơ hồ ngất xỉu. Bà sợ hải lão công thừa cơ vọt lại tấn công, liền từ từ lùi thêm mấy bước, đứng tựa vào tường. Hải lão công buông tiếng cười rộ la lên, vận mạng thái hậu còn hên lắm, vận mạng thái hậu còn hên lắm. Đoạn lão phóng luôn ba trường veo véo, lão vừa phóng trường vừa xông về phía trước thái hậu nhảy tạt sang mé hữu rồi chân nhũn ra phải ngồi phệt xuống đất. Bỗng nghe đánh, ầm, một tiếng, bức tường đã bị trường lực của hải lão công đánh sập xuống một nửa. Thái hậu sức lực kiệt quệ, không nhúc nhích được nữa, bà la thầm, mạng ta nguy mất, lại thấy hải lão công nằm phục trên bức tường đó không cử động. Nguyên bụng dưới lão bị ngọn nga mi tích đâm vào, ban đầu còn hăng máu chưa chết ngay. Nhưng lão đã thu tàn lực đánh ra ba phát trường lão chỉ mong hạ sát được Thái Hậu trước khi mình chết. Nhưng hai phát trường đánh vào khoảng không, còn phát thứ ba đánh chúng vào tường. Bức tường đổ rồi song tay đệ nhất cao thủ trong nội cung có bao nhiêu dư lực đã theo ba phát trường mà chút ra hết, thế là xong đời lão. Thái Hậu chống tay xuống toan gắng gượng đứng lên, nhưng tứ chi mềm như bông, toàn thân cũng nhũn ra. Bà toan la gọi bọn cung nữ đến nâng đờ, bỗng nghe có tiếng người tít đàng xa vọng lại thì bụng bảo già ta chiến đấu cùng tên ác thái giám thủy trung không phát ra tiếng động mạnh nhưng lúc lâm tử hắn đã la dầm lên lại đánh đổ bức tường tất nhiên làm kinh động đến bọn thái giám cùng thị vệ chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng tới thấy ta nằm đây mà bên cạnh lại có hai tên thái giám một già một trẻ chết lăn ra đó thì còn thể thống gì nữa bà liền gắng sức vận chân khí muốn đứng dậy vào phòng nhưng thủy trung không sao để tụ được chân lực bỗng nghe có người chạy tới cất tiếng hỏi thái hậu lão nhân gia có bình yên không nô tài xin đờ thái hậu đứng lên thái hậu ngưỡng lên nhìn thì thấy chính là tên tiểu thái giám tiểu quế tử bà vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi ngươi ngươi bị tên ác nhân đá trúng ngực vậy mà ngươi không chết ư ừ. vì tiểu bảo tông nô tài bị lão đá nhưng không chết vừa rồi gã bị hải lão công đá hất vào bụi hoa thổ ra rất nhiều máu tươi Gã Định Thần lại đứng lên ngó, thấy Hải lão công nằm phục trên bờ tường không nhúc nhích, gã vội ẩn vào sau gốc cây. Gã nhặt một cục đá nhằm liệm vào lão thái giám đánh chát một tiếng, khối đá trúng vào đầu Hải lão công mà lão vẫn không nhúc nhích. Vì tiểu bảo cả mừng lẩm bẩm, lão con rùa chết rồi, nhưng trong lòng gã vẫn còn kinh hãi không dám đến gần quan sát. Trong lúc nhất thời gã không quyết định được nên chạy trốn ra ngoài hay là lại nâng đờ thái hậu bỗng nghe tiếng người huyên náo, đoàn người như ong ảo ạt kéo tới, giả tĩ vì tiểu bảo chạy ra tất đụng phải bọn này. Gã liền đến bên Thái Hậu nâng đỡ bà dậy, Thái Hậu nói, hảo hai tử, người mau đỡ ta vào phòng để ta yên nghĩ, vì tiểu bảo giả một tiếng rồi đỡ Thái Hậu cất bước loạng choạng đi vào phòng. Gã đặt Thái Hậu xuống giường rồi hai chân gã nhũn ra ngã lăn xuống tấm thảm rất dày, thở lên hồng hộc. Thái hậu nói, ngươi hãy nằm xuống đó một lúc hễ thấy có người đến thì đừng có lên tiếng, vì tiểu bảo đáp dạ, nô tài xin tuân lệnh, lát sau gã nghe tiếng bước chân rồn rập, biết rằng bên ngoài có rất nhiều người chạy tới. Đèn đuốc sáng rực soi qua khe cửa chiếu vào, lại nghe có tiếng người la, trời ơi, có một vị lão thái giám chết nằm đây, người khác lại nói lão là thượng thiện giám hải lão công, lại một người cất cao giọng hô, khải tâu thái hầu trong vườn hoa xảy ra chuyện chết người thỉnh thái hậu bình yên người này có ý hỏi thái hậu có việc gì không thái hậu cất tiếng hỏi chuyện gì vậy bà vừa lên tiếng bọn thị vệ và thái giám ở bên ngoài mới thở phào một cái như chút được nỗi âu lo vì chúng chỉ mong thái hậu bình yên còn trong cung tuy xảy ra việc gì cũng không nặng tội lắm tên thủ lãnh bọn thị vệ nói dường như là bọn thái giám đánh nhau chứ không có việc gì to tát xin thái hậu cứ yên nghĩ bọn nô tài sáng mai sẽ mở cuộc điều tra để tâu lại. Thái hậu đáp được rồi, lại nghe tên thủ lĩnh bọn thị vệ hạ thấp giọng xuống dặn bảo bọn thủ hạ khiêng thi thể hải lão công ra ngoài. Bỗng có người khẻ nói, chỗ này còn có thi thể một tiểu công nữ. Ủa, tên tiểu công nữ này chưa chết, chỉ bị mê đi mà thôi. Thái hậu hỏi, có tên tiểu công nữ, đem thị vào phòng ta. Bà chỉ sợ nhị sơ tỉnh dậy sẽ lộ chuyện với người ngoài bên ngoài có tiếng đáp lại rồi một tên tiểu thái giám bồng tiểu cung nữ nhị sơ vào phòng khẽ đặt xuống đất hắn nhìn thái hậu cúi đầu rồi lui ra lúc này bọn cung nữ kể cận thái hậu đều tỉnh giấc tên nào cũng đứng ngoài phòng trầu trực chúng không nghe thái hậu tuyên triệu nên không dám thiện tiện tiến vào thái hậu nghe bọn thị vệ cùng thái giám đi xa rồi mới lên tiếng các ngươi về ngủ đi bất tất phải trầu hầu nữa bọn cung nữ vâng dạ giả rồi giải tán Nguyên Thái Hậu mang võ công trong mình là một chuyện rất bí mật. Cả những tên cung nữ hầu cần cũng không biết, sớm hôm ngày nào bà cũng luyện võ công, nên bất luận cung nữ hay thái giám hệ không có lệnh là không được bước qua cửa vào phòng, cả ngón tay cũng không được đụng vào rèm cửa vì đã có lệnh cấm. Thái Hậu điều hòa hơi thở một lúc lâu, rồi vi tiểu bảo cũng dần dần khôi phục khí lực và ngồi dậy được. Sau một lúc gã chống tay đứng dậy, Thái hậu thấy gã bị hải lão công đánh trúng ngực bà nghĩ rằng phát trưởng kia dù chẳng làm cho chết ngay ở đương trường, nhưng bao nhiêu xương sườn cũng bị gầy hết. Nhiều lắm là chống lại từ thần độc hai ngày, bây giờ bà thấy tên tiểu thái giám vẫn hành động được như thường, lại thấy gã chạy vào phòng mình, thì không sao hiểu được gã đã luyện được công phu gì mà sức chịu đựng của gã bền bỉ đến thế. Bà cất tiếng hỏi ngoài hải đại phú, còn ai dạy võ công cho ngươi nữa không? Vì tiểu bảo tông nô tài học võ công của lão ác nhân kia được hơn nửa năm. Lão là người rất tồi bại, ngày nào cũng muốn hạ sát nô tài. Thái hậu hừ một tiếng rồi hỏi, có phải ngươi làm đôi mắt hắn không? Vì tiểu bảo tông, lão thái giám khả ố này ngày cũng như đêm không ngớt nguyền rùa thái hậu, nhục mạ hoàng thương. Nô tài căm hận không chịu nổi mà lại không đủ bản lãnh hạ sát lão, nên đành, đành phải. Thái hậu hỏi ngay, hắn nguyền rùa ta thế nào? nhục mạ hoàng thượng làm sao vì tiểu bảo tông lão thốt những lời cực kỳ vô pháp vô thiên nô tài không dám ghi vào lòng giả câu nào chỉ nghe qua rồi quên ngay tức khắc thái hậu gật đầu phán hỏi ngươi là một đứa nhỏ rất khôn ngoan đêm nay ngươi tới đây làm chi vì tiểu bảo tông nô tài đang nằm ngủ trên giường bỗng nghe tiếng lão mở cửa ra ngoài nô tài chỉ sợ lão dùng cách gì để hạ sát mình nên lén bỏ dậy theo hút rồi tới đây Thái hậu chậm rãi hỏi, hắn nói nhăng nói càn với ta một hồi, ngươi có nghe rõ hết mọi câu rồi chứ? Vì tiểu bảo tông, lão ác nhân đó nói gì thì trước nay nô tài cũng để xuống bít ngồi. Xin, thái hậu tha thứ cho nô tài đã thốt lời thô tục, chỉ vì, nô tài căm hận lão đến cực điểm. Hàng ngày lão thoá mà nô tài là quân rùa đen, phường chó đẻ. Lão còn chửi tổ tiên nhà nô tài. Nô tài biết những lời lão vừa nói đây chẳng được một câu nào đúng sự thực. Thái hậu lạnh lùng hỏi lại, "Ta chỉ hỏi ngươi những câu Hải đại phú vừa nói với ta, có phải ngươi đã nghe rõ cả rồi không?" Vì tiểu bảo tông, nô tài ẩn tận đàng xa ngoài cổng, không dám tới gần, vì lỗ tai của lão rất thính. Nếu nô tài vào gần thêm chút là bị lão phát giác liền. Nô tài phảng phất nghe tiếng thái hậu cùng lão nói chuyện cũng muốn nghe lò mấy câu, nhưng ở xa quá không nghe được câu nào sau nô tài thấy lão lớn mật dám xúc phạm thái hậu, thật là quân đại nghịch vô đạo, nô tài phải liều mạng chạy vào cứu giá. Lão đã tâu những gì với thái hậu nô tài không hiểu. Chắc là, chắc là, lão tố cáo những điều tội lỗi của nô tài tĩ như làm đuôi mắt lão. Vụ này tuy đúng sự thực, nhưng còn ngoài ra bất luận câu gì, nô tài thiết nghĩ thái hậu không nên tin lão. Hồi 25, Khang Thân Vương trao tặng thần câu. Thái hậu ban khen, cha thằng nhỏ này tinh khôn quá, những lời nói của Hải Đại Phú thật tình ngươi chưa nghe rõ hoặc giả vờ không nghe rõ cũng hay. Sau này chỉ nữa câu đồn lọt đến tai ta, ngươi có biết kết quả như thế nào không? Vì tiểu bảo tông, Thái Hậu đối với nô tài ơn nặng tầy non, nếu một tên ác đồ nào lớn mật dám phỉ báng sau lưng Thái Hậu cùng Hoàng thượng nô tài quyết liều mạng với nó. Thái Hậu nói, ngươi có giả tận trung như vậy, ta rất đổi vui mừng nhưng trước nay ta đã có ơn gì với ngươi đâu? Vì tiểu bảo tông trước kia hoàng thượng cùng nô tài đô vật nhau để luyện võ, dĩ nhiên nô tài không biết ngài là đức vạn tuế, nên từ câu nói cho đến cử động thường có sự hồn sượt. vậy mà thái hậu cùng hoàng thượng không làm tội, nguyên một điểm này đủ khiến cho nô tài coi ơn nặng tay non rồi. không thì nô tài động thủ động cước, ôm lưng khiêu chân ngài dù có đến trăm cái đầu cũng phải dụng hết hiện giờ lão ác nhân hàng ngày định giết nô tài, may được Thái Hậu cứu mạng. Nô tài cảm kích vô cùng dù gan óc lấy hết cũng không thể báo đền trong muôn một. Thái Hậu phán, người biết nhớ ơn thế là hay lắm, người hãy thắp ngọn nến trên bàn lên, vì tiểu bảo vâng lệnh bật lửa thắp vào ngọn nến, những cây nến trong phòng Thái Hậu rất lớn, thắp lên sáng rực. Thái Hậu nói, người lại đây, để ta coi xem thế nào vì tiểu bảo giả một tiếng rồi từ từ bước tới sườn thái hậu thì thấy bà sắc mặt lợt lạt không còn chút huyết sắc cặp lông mày nhíu lại mục quang lấp loáng vì tiểu bảo chống ngực đập thình thịch tự hỏi hay là mụ giết ta để bịt miệng bây giờ mà ta bỏ chạy tất mụ rượt theo bắt được lại càng nguy hơn nữa gã chỉ muốn chạy đi tức khắc nhưng lại không dám quyết tâm gã chần trừ một chút thái hậu đã vươn tay trái ra nắm lấy tay mặt gã vì tiểu bảo giật mình kinh hãi la lên một tiếng trời ơi thái hậu hỏi ngươi sợ gì vậy vì tiểu bảo ấp úng đáp tại hạ không sợ có điều có điều thái hậu hỏi có điều làm sao vì tiểu bảo tông, thái hậu đối với nô tài ơn nặng tài non nô tài được làm sao như làm sao gã nghe người ta nói nâm niu như hòn ngọc nhưng gã quên mất thành ra cứ ấp úng thái hậu không hiểu gã nói gì lại hỏi làm sao ngươi lại run bần bật vì tiểu bảo ấp úng nô tài, không, không có. Thái hậu muốn vận khí vào bàn tay để phóng trưởng đánh chết vi tiểu bảo cho tuyệt hậu hòa. Vì bà vẫn sợ gã tiết lộ việc cơ mật, nhưng bà không đề tụ chân khí được nữa. Bà cùng hải lão công đã tỷ đấu một phen, tuy thời gian ngắn ngủi, song đối thủ là tay kình địch chưa từng thấy, thành ra tinh lực kiệt quệ. Bà nắm được tay vi tiểu bảo mà ngón tay không còn một chút khí lực gã chỉ khẻ cựa một cái là thoát ra được ngay. Thái hậu nghĩ thầm trong bụng, vừa rồi lão thái giám ác độc đã đá trúng gã một cước mà gã không chết. Phải chăng tên tiểu thái giám này đã luyện được công phu thần diệu gì để hộ thân? Bây giờ ta vận kinh lực không được, đành để gã sống thêm mấy ngày nữa rồi sẽ liệu. Bà liền mỉm cười nói, đêm nay ngươi đã lập được công lớn, ta sẽ trọng thưởng cho. Vì tiểu bảo tông, lão ác nhân kia muốn giết nô tài may nhờ thái hậu giải cứu tính mạng chứ nô tài chẳng có chút công lao gì gã nói câu này khiến cho thái hậu rất hoan hỷ trong lòng bà nói ngươi đã biết điều phải lẻ trái sau này ta sẽ đối với ngươi tử tế bây giờ ngươi về đi bà nói rồi từ từ buông tay ra vì tiểu bảo cả mừng sụp lạy mấy lạy rồi rút lui thái hậu thấy vạt áo vi tiểu bảo máu tươi đầm đìa hiển nhiên gã đã thổi nhiều máu thế mà lúc gã quỳ xuống dập đầu hành động vẫn nhanh nhẹn thì không khỏi ngấm ngầm lo lắng lúc vi tiểu bảo ra khỏi phòng gã còn liếc mắt nhìn nhị sơ nằm sòng sượt dưới đất ngực thị nhô lên hụp xuống hơi thở điều hòa như người ngủ say sắc mặt hồng hào không có trạng thái gì khác lạ thì nghĩ bụng mấy bữa nữa ta sẽ ra chợ mua bánh kẹo về cho y ăn gã dạo bước trở về phòng mình khép cửa cài then rồi thở phào một cái nhẹ nhõm như người được cất gánh nặng hơn nữa năm nay ngày đêm gã phải ở với hải lão công lúc nào cũng lo ngày ngày, phải phấn khởi tinh thần để đề phòng lão ra tay sát hại. Gã lẩm bẩm, bây giờ lão con rùa chết rồi không còn sợ ai ra hại mình nữa. Đột nhiên gã nhớ tới nét mặt thái hậu dưới ánh đèn nến thì gã lại run lên nghĩ bụng, ở nơi hoàng cung này chẳng được an tĩnh chút nào. Lão ra còn phải, còn phải, ha ha, còn phải lấy được 45 vạn lạng bạc kia rồi sẽ trở về Dương Châu ở với má má hay hơn. Gã nghĩ tới mình còn giữ được mạng sống, 45 vạn lạng bạc coi như mất rồi mà lấy lại được, gã sướng quá không nhịn được bất giác khoa tay khoa chân múa may. Vì tiểu bảo cao hứng một hồi, dần dần mỏi mệt, gã nằm lăn ra giường rồi ngủ say lúc nào không biết. Sáng hôm sau gã tỉnh dậy thấy trước ngực lầm dầm đau và trong mình mất sức, liền biết ngay đêm qua bị hải lão công đánh một trường và đá một cước mới ra nồng nỗi này gã chống tay xuống giường ngồi nhỏm dậy nhìn thấy trước ngực máu dây lem luốc liền cởi áo trường bào rúng vào thùng nước mà kỳ cọ đột nhiên thấy vạt áo nhũn ra như giấy đứt từng mãng một gã giật mình kinh hãi kéo áo ra khỏi thùng nước gã ngó lại thấy vạt áo trước ngực bị thùng hai chỗ lớn một chỗ như hình bàn tay và một chỗ như hình bàn chân gã rất lấy làm kỳ tự hỏi sao áo mình lại quỷ quái như thế này vừa nghĩ đến chữa quỷ Vi Tiểu Bảo sợ hết hồn, lông tóc đứng dựng cả lên. Ban đầu Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm phải chăng lão con rùa hiện hồn vào áo bào của ta mà làm thủng hai trồ. rồi gã lẩm bẩm không hiểu linh hồn lão con rùa vẫn đuôi mắt hay vẫn trông thấy người đời. Y nghĩ người mù sau khi chết rồi vẫn còn đuôi mắt như cũ hay sáng trở lại chỉ thoáng qua trong đầu óc, rồi gã không nghĩ tới nữa. Vi Tiểu Bảo tay cầm áo ngơ ngẫn xuất thần đột nhiên gã tĩnh ngộ la thầm, chẳng phải linh hồn hay ma quỷ gì hết. Đêm qua lão con rùa phóng một trường, đá một cước trúng vào ngực mình. Vậy hai trồ thùng này là do lão đánh rách, ha ha. Võ công lão gia không phải tầm thường, dù thủ mấy búng máu cũng không phải là chuyện to tát. Trời ơi, chẳng hiểu lão gia có bị nội thương hay không, lão con rùa còn để lại cây dương thuốc. Mình phải coi xem có thuốc nào chỉ thương lấy ra uống là ổn hơn hết hải lão công chết rồi thì những đồ vật gì của lão dĩ nhiên vi tiểu bảo coi như của mình gã khệnh khạng hắng giọng một tiếng rồi kéo dương thuốc mở ra coi trong dương nào bình bình lọ lọ nào gói nào bọc đựng thuốc hoàn thuốc tán rất nhiều trên chai lọ cùng như gói giấy đều có chữ nhưng vi tiểu bảo lại không biết được mấy chữ thì làm sao mà phân biệt được gói nào là gói thuốc trị thương bình nào là bình thuốc độc gã nhớ tới mình chỉ thêm một ít thuốc mà làm cho hải lão công phải đôi mắt nên chẳng khi nào gã dám uống bừa bài. May ở chỗ ngực không đau đớn gì mấy, gã tự nhủ nói một mình, còn mẹ nó, lão gia đã võ công tinh thâm thì chẳng cần uống thuốc nữa hay hơn. Gã liền đậy nắp dương lại để đi coi những thứ khác. Gã thấy hải lão công còn để lại hơn hai chăn lạng bạc. Gã coi món tiền này không vào đâu, chưa kể đến số bạc 45 vạn lạng bạc mà sách ngạch đồ sắp chia cho gã gã chỉ đi đánh bạc với bọn ôn hữu đảo thì ăn được vài trăm lạng bạc cũng chẳng khó khăn gì. Vì tiểu bảo lại lục trong đống quần áo thấy một cái gói nhỏ bọc vải xanh liền mở ra coi, bất giác chống ngư xê đập thình thình. Nguyên gã thấy trong bọc này có hai pho sách thì một pho là tứ thập nhị chân kinh. Có điều pho kinh này bìa bọc bằng lụa đại hồng, lụa để lâu ngày quá thành ra có đốm vàng đốm trắng. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, lão con rùa rõ ràng đã có pho sách này, Sao lão còn bảo ta vào ngự thư phòng để đánh cắp của hoàng thượng? Và thái hậu cũng vậy, đã có một pho sách rồi còn sai ta lấy thêm của nhà Ngao Bái hai pho nữa. Sách ơi là sách, hễ thấy sách là đánh bạc thua, lấy sách làm gì cho lắm, sách đâu có phải là vàng, là bạc mà bảo được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Gã mở hộp lấy sách lật ra coi thì chỉ toàn mực đen giấy trắng, dường như mỗi chữ đang trợn mắt lên nhìn gã. Gã lẩm bẩm, những chữ thối tha kia Bọn mi nhận được ra ta là vi tiểu bảo, nhưng vi tiểu bảo ta lại không nhận ra bọn mi. Rồi gã bọc sách cẩn thận lại bỏ đó, đi coi pho sách khác. Pho này bên ngoài không có hộp, ngoài bì sách có đề bốn chữ, vi tiểu bảo chỉ biết được chữ thứ tư là chữ, kinh. Vì trước kia hải lão công bảo gã đi lấy cắp pho tứ thập nhị chân kinh nên đã bắt gã nhìn nhận chữ này. Còn ba chữ kia gã chẳng biết là những chữ gì, gã tức quá lầm bầm, mẹ kiếp lão gia không muốn biết các ngươi, gã nghĩ rằng đây chắc là kinh Phật của mấy ông sư. Tiện tay gã lật ra coi thì trang nào cũng có mấy đồ hình vẽ toàn đàn ông cởi trần, khắp mình vẽ đầy những đường dây đỏ. Gã coi đồ hình còn có phần hứng thú, rồi lật từng trang một xuống dưới mà hình người cởi trần lại không giống nhau. Có người ngồi xếp bằng, có người nằm nghiêng, có người chúc đầu xuống chân dơ ngược lên như chuồn chuồn điểm thùy vì tiểu bảo chú ý đến đồ hình hồi lâu nữa rồi bụng bảo giả những đồ hình này xem chừng là các môn luyện võ công võ công lão con rùa rất cao thâm chắc là lão học ở những đồ hình này ha ha lão dạy ta mấy môn võ công giả của phái thiếu lâm nhưng những công phu trên đồ hình này nhất định là thật rồi lão già mỗi ngày luyện mấy thức thì trong vòng một năm nữa hay năm bảy tháng võ công cũng cao cường chẳng kém gì lão con rùa có thể thành thiên hạ vô địch nếu vậy mình biến thành lão con rùa thứ hai. Nhưng chao ôi, không được rồi, nếu đã là ô quy đệ nhị thì có khác gì tiểu ô quy. Ha ha, ha ha, gã càng nghĩ càng cao hứng. Gã lật lại trang đầu thấy đồ hình vẽ người ngồi xếp bằng. Gã cũng ngồi đúng như vậy. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi quế công công, đại hĩ, đại hĩ, mau mở cửa ra, vì tiểu bảo đứng phát dậy, bỏ sách vào hòm đậy nắp lại gã vừa lấy một tấm áo bào mặc vào mình, vừa cài khuy vừa đi mở cửa. Đồng thời gã cất tiếng hỏi, vừa mới sáng sớm mà các vị đã đến chơi, có việc chi mà các vị khách sáo như vậy? Một tên thái giám ngoài bốn chục tuổi cười đáp, thái hậu vừa mới ban thánh chỉ xuống phủ nội vụ về việc hải đại phú công công bị bệnh từ trần, chức phó tổng quản thái giám ti thượng thiện giám sẽ do quế công công thăng nhiệm một tên thái giám khác cười nói, bọn tại hạ không kịp cho quan đại thần ở phủ nội vụ hay để truyền đạt thánh chỉ. Lật đật đến đây báo tin mừng. Từ nay Quế Công Công quản lý thượng thiện giám thật là hay quá. Vì tiểu bảo đối với việc thăng quan chẳng lấy chi làm mừng rỡ. Nhưng gã cũng nghĩ thầm, Thái Hậu cho ta thăng quan tức là gián tiếp hạ lệnh cho ta không được tiết lộ chút gì về vụ giã xảy ra đêm qua. Thực ra dù ngài chẳng cho thăng chức lão gia cũng phải bưng kín miệng bình nếu tiết lộ vụ bí mật này thì chẳng những bay đầu mà cái miệng cũng không còn, khi nào lão gia dám bếp xếp. Có điều Thái Hậu đã đề bạt cho ta tức là không giết ta nữa, ta có thể yên lòng được. Lại một tên Thái Giám nữa nói, bọn tại Hạ ở trong cung đã lâu ngày mà trước nay chưa từng có một vị phó tổng quản ít tuổi như Quế Công Công. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếc trong cung còn có 14 vị tổng quản Thái Giám, 8 vị phó tổng quản Thái Giám. Người cầm đầu 22 vị này chưa có ai 30 tuổi đã trèo lên được. Bữa nay Quế Công Công đã thăng lên đến cấp này. Ngày mai Công Công về ngồi ngang hàng với Trương Tổng Quản, Vương Tổng Quản mới thật là vinh hạnh. Một người khác nói ai cũng chỉ biết Quế Công Công ra vào kề cận Đức Hoàng Thượng. Không ngờ cả Thái Hậu đối với Công Công cũng coi trọng đến thế. Có thể trong vòng nửa năm nữa Công Công sẽ bước lên ngôi Tổng Quản. Từ nay anh em tại hạ mong rằng Công Công che chở và tiến cử cho bốn tên thái giám mỗi người nói một câu thi nhau tâng bốc vi tiểu bảo khiến cho gã hởi giả không biết đến thế nào mà kỳ. Gã cười ha hả đáp chúng ta là chùa anh em thân tình với nhau, sao các vị còn nói đến chuyện tiến cử với không tiến cử. Đây là ơn điền của Thái Hậu và Hoàng Thượng, chứ lão, lão, quế tiểu bảo có công cán gì đâu. Gã toàn xưng là lão gia, phải ấp úng mãi mới nói hết câu mà lại hấp tấp tự xưng là quế tiểu bảo gã nói tiếp, này này, mời các vị vào trong nhà uống chung trà đã. Tên thái giám đứng tuổi nói, hồng ân của thái hậu chắc đến chiều phủ nội vụ mới chuyển ra ngoài. Vậy anh em tài hạ mời quế công công đi uống một chung, gọi là khánh hạ công công tiền trình vạn lý, thăng liền hai cấp. Quế công công, bây giờ ngài đã làm quan hàm ngô phẩm chứ không phải là nhỏ. Ba tên kia cũng theo hùa, nhất định kéo vi tiểu bảo đi uống rượu mấy bữa liền Vi Tiểu Bảo được người tân bốc mời mọc luôn luôn, nhưng lời nịnh nọt bao giờ cũng lọt tai. Gã liền khóa cửa lại, cười hề hề đi theo bốn người. Trong bốn người này thì hai tên hầu cận bên mình Thái hậu, chúng vâng lệnh Thái hậu truyền thánh chỉ đến phủ nội vụ nên được tin trước nhất. Còn hai tên kia làm thái giám ở thượng thiện giám, một tên chuyên về sắm sửa món ăn, một tên dự bị lương thực. Hai chỗ rất béo bổ ở nội cung từ lúc hai tên được tin hải đại phú phát bệnh tư trần, lập tức canh dừ ngoài cửa phủ nội vụ không rời nửa bước. Nên biết sở dĩ chúng lưu tâm nghe ngóng xem nhân vật nào sẽ điền vào chùa khuyết đó là lập tức đi cầu cạnh để bảo vệ chức vị của chúng. Để tính chuyện từ nay trở đi sẽ kê khai giấy tờ như thế nào để thủ lợi. Bốn tên thái giám kéo vi tiểu bảo vào trong phòng ngự chùa, kính cẩn mời gã ngồi vào thủ vị. Bọn nhà bếp biết thằng nhỏ này bắt đầu từ ngày mai sẽ là người trên đầu trên cổ chúng. Nên đem hết tinh thần nấu nướng làm những món ăn rất ngon lành trong sạch. Từ ngày thường đến cả Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng không được ăn những món tuyệt hảo như bữa nay chúng công phụng vi tiểu bào. vì tiểu bào không biết uống rượu, gã cũng theo đà nói chăng nói cuội với bọn kia. Một tên thái giám thở dài nói, hải lão công là người tử tế. Đáng tiếc là mấy năm nay mình mang bệnh hoạn lại hư cặp mắt. Tại hạ nghe nói lão ra nổi cơn ho rồi từ giả cuộc đời. Vì tiểu bảo đáp đúng thế, thường khi hải lão công nổi cơn ho là hơi thở tựa hồ bị đút nút không thông được. Tên Thái Giám Chầu Hầu Thái Hậu nói, sáng sớm hôm nay quan ngự y là Lý Đại Nhân vào tâu Thái Hậu nói hải lão công bị bệnh ho lao ăn vào xương tủy, bệnh phong thấp thâu đến tâm can. Lão bệnh đã lâu năm mà phát tác thì không tài nào trị được nữa. Muốn để phòng bệnh lao phổi khỏi truyền sang người khác phải đem thi thể hỏa táng hắn còn kể tiếc Thái Hậu rất buồn phiền về cái chết của Hải Lão Công. Ngài thở dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc, Hải Đại Phú là người rất trung thực, vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, gã biết rằng bọn thị vệ, ngự y, thái giám đều sợ bị liên lụy nên giấu nhiệm vụ Hải Lão Công bị giết chết. Như vậy là hợp ý Thái Hậu lắm. Vì tiểu bảo lẩm bẩm cái gì mà bệnh lao ăn vào xương tùy, phong thấp thấu tới tâm can. Lão con rùa bị tiêm đao đâm ruột, lợi kiếm xuyên tâm mới là đúng sự thực. Uống rượu dở chừng, hai tên thái giám trong thượng thiện dám dần dần đưa câu chuyện vào cách sinh hoạt cùng khổ của kẻ làm thái giám, phải trông vào chút lợi lộc cho đời sống dễ chịu hơn. Trung thính cầu vi tiểu bảo không nên cố chấp như hải lão công, bất cứ việc gì cũng tính đâu ra đó. Vì tiểu bảo trồ hiểu trồ không chỉ ập ừ cho xuôi chuyện. Uống rượu xong, hai tên thái giám cầm một gói nhỏ nhét vào túi vi tiểu bảo. Vì tiểu bảo về phòng mở ra coi thấy hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm để ba chữ, nhất thiên lạng. Gã hiệu ba chữ này, nghĩ thầm mình chưa nhậm chức đã đưa trước hai ngàn, món tiền kiếm chắc cũng khá đấy. Vào khoảng giờ thân, vua Khang Hy phái người đến kêu vi tiểu bảo vào ngự thư phòng. Hoàng thượng nét mặt tươi cười nói, tiểu quế tử, mẫu hậu bảo đêm qua ngươi lập được đại công, ngài muốn thăng cấp cho ngươi. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, vụ này mình đã biết trước rồi nhưng ngoài mặt làm bộ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu tâu, nô tài có công lao gì đâu, đây đều là nhờ hồng ân của Thái Hậu cùng Hoàng Thượng. Vua Khang Hy cười khà khà nói, tiểu quế tử, trẫm và ngươi tuy chưa lớn tuổi nhưng muốn làm việc lớn để bọn đại thần không dám coi thường, bảo chúng ta là không hiểu việc. Vì tiểu bảo tông, chính thế, chỉ cần Hoàng Thượng quyết định kế hoạch, việc gì Thánh Thượng đã giao cho, nô tài xin hết sức vua khang hy phán hay lắm ngao bái làm loạn phạm thượng tùy chấm tha hắn không giết nhưng hắn còn nhiều bè đảng chấm e rằng đống cho tàn có mày cháy trở lại làm phản đó là một việc rất nguy hiểm vì tiểu bảo tông hoàng thượng phán rất đúng vua khang hy nói vừa rồi khang thân vương vào tâu với chấm là hắn bị giam ở phủ khang thân vương suốt ngày la hét thốt ra những lời hồn xược nhà vua nói tới đây hạ thấp giọng xuống tiếp, thằng cha đó bảo chấm dùng dao găm đâm vào lưng hắn. Vì tiểu bảo hỏi, làm gì có chuyện đó, đối với hắn hạ tất hoàng thượng phải ra tay, nhát đào đó là nô tài đâm, nô tài đến nói rõ với khang thân vương là xong. Việc vua Khang hy động thủ ám toán ngao bái mà đồn đại ra ngoài thì thật là mất hết thể thống, ngài đang băn khoăn về chuyện đó. Bây giờ nghe vi tiểu bảo nói vậy thì mặt rồng hớn hở gật đầu phán, người đến phủ khang thân vương coi xem thằng cha đó đến bao giờ mới chết. Vi tiểu bảo, dạ, một tiếng, vua khang hy lại nói, chậm cứ tưởng hắn đã trúng đau chỉ trong nháy mắt là toi mạng, nên hạ chỉ tha chết. Không ngờ hắn gớm lắm, vẫn đứng lên được, nếu biết sớm thế này, giọng nói của nhà vua ra chiều hối hận. Vì tiểu bảo dò ý vua Khang Hy biết là ngài muốn gã lén tới giết chết ngao bái đi cho rồi liền tâu, nô tài coi chừng hắn không thể sống được qua ngày hôm nay. Vua Khang hy lộ vẽ vui mừng, khẽ nói, võ công hắn rất cao cường, tuy bị giam cầm mà rất hung dữ như mãnh hồ. Người đến đó phải coi chừng, đừng để hắn đả thương. Vì tiểu bảo cũng hạ thấp giọng xuống nói, nô tài hẽo rồi. Vua Khang Hy truyền cho bốn tên thị vệ đưa Vi Tiểu Bảo đi công cán ở phủ Khang Thân Vương. Vi Tiểu Bảo cười một con ngựa cao lớn, bốn tên thị vệ tiền hô hậu ủng đi về phía phủ khang thân vương. Trên đường phố gã nghênh ngang đắc ý nhìn tả ngó hiếu. Bỗng nghe trên đường phố có tiếng một hán tử cất lên, nghe nói nhân vật bắt được tên đại gian thần Ngao Bái là một vị tiểu công công mới hơn 10 tuổi. Chẳng hiểu có đúng không? Một người khác đáp, đúng rồi, đức thiếu niên hoàng đế có một vị công công kề cận bên mình mà ngài rất sủng ái, cũng là một trang thiếu niên. Người trước lại hỏi, phải chăng là vị tiểu công công này? Người kia đáp cái đó tại hạ cũng không biết. Một tên thị vệ muốn tâm bốc vi tiểu bảo, liền lớn tiếng, người bắt tên gian thần Ngao Bái là vị quế công công này đó. Ngao Bái tàn sát người Hán, lại tham lam vơ vét, bách tính căm hận thấu xương. Nhân dân bị hắn bắt trị tội và tịch thu gia sản trăm họ trong ngoài thành Bắc Kinh hoan hô dậy đất. Lúc nhà vua nhỏ tuổi hạ chỉ cầm nã. Ngao bái ỉ mình bản lãnh cao cường chống chọi lại rồi bị bọn tiểu thái giám đánh ngã là câu chuyện đã đồn đãi khắp vùng hoàng thành ai ai cũng biết. Bách tính còn thêm dầu thêm mở cho thành những giai thoại trong các trà đình tiểu quán. Nào là ngao bái phóng cước muôn đá hoàng đế, nào là mấy vị tiểu thái giám võ công cao cường thi triển những chiêu thức, khô đẳng bàn cầm, vật ngã ngao bái. Ngao bái ra chiêu, lý ngư đà đỉnh, tiểu thái giám liền ra chiêu, hắc hổ thâu tâm, hạ hắn họ kể lại từng chiêu từng thức như chính mắt họ đã nhìn thấy mấy bữa nay bách tính trong thành chỉ mong có những vị tiểu thái giám nhỏ tuổi ra đường phố là họ xuống lại để nghe ngóng tin tức về tình hình chóc nã ngao bái bây giờ quần chúng nghe tên thị vệ kia hô lớn vị tiểu thái giám này là đại công thần trong cuộc cầm nã ngao bái lập tức gã làm xúc động mọi người dân chúng vỗ tay hoan hô trong đời vi tiểu bảo có bao giờ được vinh dự như ngày nay bất giác gã nức lòng hở giả nở mặt nở mày tưởng mình là một vị đại anh hùng thật mọi người chỉ e dè hai tên thị vệ tay cầm yêu đao đi trước dẹp đường không thì họ đã sấn lại vây quanh vi tiểu bảo để nhìn tận mắt và hỏi đến nơi năm người tới phủ khang thân vương khang thân vương nghe tin hoàng thượng phái nội sứ tới nơi vội sai mở rộng cửa để lão thân hành nghinh tiếp lão sai bày hương án chuẩn bị nghinh tiếp thánh chỉ vì tiểu bảo cười nói khang vương ra hoàng thượng sai tiểu nhân tới đây để coi tình trạng ngao bái ra sao chứ không có gì trọng đại khang thân vương đáp giả giả lão vào ngự thư phòng thường gặp vi tiểu bảo châu hầu kề cận vua khang hy lúc cầm nã ngao bái gã lại là người xuất lực nhiều nhất lão cười hì hì dắt tay vi tiểu bảo nói quế công công chả mấy khi được công công giá lâm tệ phủ chúng ta hãy uống chơi mấy chung rồi hãy vào coi ngao bái khang thân vương liền hạ lệnh bày yến tiệc bốn tên thị vệ ngồi riêng một bàn do bọn văn võ quan viên trong vương phủ bồi tiếp khang thân vương tự mình ngồi đối ẩm với vi tiểu bảo ở trong vườn hoa trong khi uống rượu lão gợi chuyện hỏi vi tiểu bảo thích thứ gì vi tiểu bảo ngoẹo đầu ngẫm nghĩ nếu mình nói thích đánh bạc tất vương ra cũng bồi tiếp nhưng mình có được tiền của lão cũng là bất võ gã liến đáp tiểu nhân chẳng thích thứ gì hết khang thân vương bụng bảo giả người già thích tiền bạc hạng đứng tuổi thích nữa sắc nhưng làm thái giám dĩ nhiên không hiếu sắc gã tiểu thái giám này không hiểu thích thứ gì thật khó mà đoán được gã biết hiệu võ công mà mình tặng bảo đao bảo kiếm biết đâu gã chẳng xảy ra tai vạ trong hoàng cung mà mình cũng bị liên lụy à được rồi lão cười hỏi quế công công trong tàu ngựa của tiểu vương con nuôi được mấy con ngựa tốt chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng chẳng khác tình cố cưu xin công công lựa mấy con và kể như là của tiểu vương trao tặng để làm lễ kiến diện được chăng? Vì tiểu bảo cả mừng hỏi lại có lý đâu tiểu nhân lại lãnh thọ đồ thường của vương gia. Khang thân vương đáp đã là chỗ anh em mình với nhau, công công nói gì mà thường với không thường. Lại đây, lại đây, chúng ta đi coi ngựa trước rồi sẽ trở về uống rượu. Lão liền dắt vi tiểu bảo vào tàu ngựa, khang thân vương kêu mã phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt ra. Vì tiểu bảo có ý không bằng lòng, tự hỏi, sao lão lại bảo mình cười ngựa nhỏ phải chăng lão cho mình là con nít chỉ biết cởi ngựa nhỏ. Gã thấy mã phu dắt ra năm sáu con ngựa nhỏ liền nói, vương ra, tiểu nhân người thấp muốn cởi con ngựa lớn cho khỏi luôn tịt, nên chăng? Khang thân vương liền hiểu ý ngay, vỗ đùi cười nói, đúng rồi, tiểu vương thật là hồ đồ, tiểu vương thật là hồ đồ. Lão liền kêu mã phu dắt con ngọc hoa thông ra đây, mời công công phẩm bình xem sao tên mã phu liền vào trong tàu dắt ra một con ngựa rất cao lớn toàn thân lông trắng có pha lẫn những đống màu hồng lợt. Nó ngẫm đầu dương bờm, trông đúng là một con thần tuấn mã phi thường. Dây cương nạm vàng, bàn đạp bằng vàng, yên bằng bạc khảm bảo thạch, ngay một bộ yên cương đã đáng giá rất nhiều tiền. Nếu không phải vương công cao cả thì dù là quan tư hay phú thương cũng không dám sắm bộ yên cương quý giá như vậy. Vì tiểu bảo chẳng hiểu thế nào là ngựa tốt hay ngựa xấu mới coi bộ dạng tuấn mã đã không nhịn được gieo lên, con ngựa này diêm rúa quá, thật là đẹp, khang thân vương cười nói, con ngựa này của người Tây Vực đưa đến, nó là giống ngựa đại uyên mã rất nổi tiếng, tuy coi nó cao lớn như vậy mà còn no lắm, mới có hai năm mấy tháng. Con ngựa diêm rúa phải được người diêm rúa cởi mới xứng đáng. Quế huynh đệ, huynh đệ coi con ngọc hoa thông này như thế nào? Vì tiểu bảo ngập ngừng đáp con ngựa này là đồ cởi của vương gia tiểu nhân khi nào dám lấy vương gia ban cho hậu hĩ thế này tất nhiên tiểu nhân phải tổn thọ khang thân vương nói quế huynh đệ huynh đệ nói thế thì coi tiểu huynh như người ngoài mất rồi thế là khinh rẽ tiểu huynh đây nhé chẳng lẽ quế huynh đệ lại không chịu kết bạn với ta chăng vì tiểu bảo nói hời ơi tiểu nhân chỉ là một kẻ hạ tiện trong nội cung khi nào dám kết giao bằng hữu với vương gia Khang thân vương nói, người mãn châu chúng ta tính tình mau lẻ, nếu huynh đệ là bạn thân với ta thì phải lấy con ngựa này đem về mà cười. Từ nay trở đi giữa chúng ta không còn có chuyện riêng tây nữa. Nếu không thế thì tiểu huynh giận lắm đấy. Hồi 26, trong nhà lao ngao bái vong thân. Khang thân vương nói rồi trùng ngược tròm dâu tựa hồ muốn thở lên phì phì. Vì tiểu bảo thấy vị vương gia này vui vẻ dễ thân cận rất lấy làm hứng thú gã làm bộ ngập ngừng đáp vương gia ơi vương gia đối đãi với tiểu nhân tử tế quá tiểu nhân không biết làm thế nào báo đáp cho vừa khang thân vương cả mừng nói sao quế huynh đệ cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện báo đáp với chẳng báo đáp huynh đệ ưng lấy con ngựa này là ta hãnh diện lắm rồi lão quanh ra phía sau ngựa khẻ vồ vào đít ngựa mấy cái bảo nó ngọc hoa ngọc hoa từ nay mi về với công công đây phải cho ngoan ngoãn thuần thục nghe rồi lão bảo vi tiểu bảo, huynh đệ, huynh đệ thử cởi lên coi, vi tiểu bảo cười đáp, dạ, xin tuân lời vương gia, gã vồ vào yên ngựa, tung mình nhảy vọt lên lưng nó. Vi tiểu bảo học võ nghệ của hải lão công được quá nửa năm, nhưng lão không có chân tâm truyền thụ. Về môn quyền cước thực ra gã chưa học được gì, nhưng người nhảy nhót thì thân thủ gã rất mau lẻ. Khang thân vương khen ngợi công phu của quế huynh đệ hay lắm. Tên mã phu đang dắt ngựa liền đưa dây cương cho vi tiểu bảo rồi buông tay ra. Còn ngọc hoa thông đi quyện mấy vòng quanh tàu ngựa, vi tiểu bảo cởi trên lưng ngựa thấy vừa êm vừa đi mau. Gã chưa hiểu gì về nghệ thuật cầm cương điều khiển con ngựa. Cứ để nó đi quanh mấy vòng rồi tung mình nhảy xuống. Con ngựa tự động dừng lại. Khang thân vương vồ tay hoan hô, tuyệt diệu, tuyệt diệu, vì tiểu bảo nói, vương gia, đa tả vương gia có lòng hậu tứ tiểu nhân hãy đi coi ngao bái một chút rồi sẽ trở ra hầu tiếp vương gia khang thân vương đáp phải rồi đây là việc lớn tiểu huynh đệ đã vâng thánh chỉ hãy làm cho xong đã khi tiểu huynh đệ về cung tâu dùm cho là chúng ta phòng thủ rất nghiêm mật dù ngao bái có mọc cánh cũng không trốn thoát vì tiểu bảo nói dĩ nhiên là thế khang thân vương hỏi tiểu huynh đệ có cần ta đi theo không vì tiểu bảo đáp tiểu nhân không muốn làm phiền đến vương gia Khang thân vương mỗi lần đến gặp ngao bái là lại bị hắn chửi mắng như tát nước vào mặt, nên lão cũng không muốn gặp hắn. Lão liền phái tám tên thị vệ của bản phủ đi theo vi tiểu bảo để tra xét tình trạng tên khâm phạm ngao bái. Tám tên thị vệ dẫn vi tiểu bảo ra phía sau vườn hoa đến trước căn nhà thạch thất chơi tròi. Ngoài cửa sổ có 16 tên thị vệ tay cầm cương đao canh giữ Ngoài ra còn hai tên thủ lãnh đi tuần quanh thạch thất. Cách phòng thủ quả nhiên cực kỳ nghiêm mật bọn thị vệ liền báo tin cho thủ lãnh là có vị công công do hoàng thượng phái đến điều tra tù phạm. bọn chúng khom lưng thi lễ, tránh phó thủ lãnh liền móc trong bọc ra một chùm chìa khóa chia nhau đi mở cửa sắt và bốn cái khóa lớn. chúng kéo cửa sắt ra mời vi tiểu bào vào trong nhà giam. căn thạch thất này ẩm thấp tối tăm. ngay trong hành lang có là một cái bếp, một người lão bộc đang nấu cơm. tên vệ sĩ thủ lãnh nói ngày thường cửa sắt này không mở ra bao giờ đồ ăn của tên khâm phạm thổi nấu ngay ở trong này rồi đưa vào trong nhà giang Vì tiểu bảo gật đầu nói, hay lắm, vương gia của các vị nghĩ cách này thật châu đáo. Cửa sắt mà không mở thì tên khâm phạm khó lòng trốn thoát. Vệ sĩ thủ lãnh lại nói, vương gia còn căn dặn, nếu tên khâm phạm toan chạy trốn thì cứ hạ sát ngay không cần báo trước. Vệ sĩ thủ lãnh dẫn vì tiểu bảo tiến vào, khi đi qua căn phòng nhỏ đã nghe tiếng ngao bái ở phía trong vọng ra hắn lớn tiếng thoá mạ hoàng đế còn mẹ nó lão gia xuất sinh nhập tử lập biết bao công hãn mã cho ông cha nó thu lại tòa giang sơn gấm vóc bây giờ đến thằng tiểu quỷ chưa giáo máu đầu lại không biết yên phận ám toán vào sau lưng lão gia lão gia có thành tên lệ quỷ cũng không buông tha hắn vệ sĩ thủ lãnh trao mày nói tên tù này thốt ra những lời vô phép vô thiên nên chém đầu là phải vì tiểu bảo đi đến căn phòng nhỏ có chấn song sắt liền thò đầu vào coi thì thấy ngao bái đầu bù tóc rối Chân tay đeo xiềng và khóa rất nặng, ngao bái ở trong phòng giam chạy lui chạy tới, xiềng sắt kéo lê thê dưới đất bật lên những tiếng loàng xoàng Hắn vừa thấy vì tiểu bảo đã la lên thằng tiểu quỷ, chết bầm chết văm kia, mi vào đây. Vào đây cho lão ra vặn cổ chết tươi, hai mắt hắn trợn tròn xoe, nhãn quang tựa hồ muốn phun ra lửa đột nhiên hắn nhảy sổ về phía Vi Tiểu Bảo nhưng đụng vào tường đánh sầm một tiếng tuy còn cách bức tường rất dày mà Vi Tiểu Bảo cũng giật mình kinh hãi phải lùi lại hai bước gã thấy tướng mạo ngao bái hung dữ bất giác sinh lòng khiếp sợ vệ sĩ liền an ủi gã công công đừng sợ gì hết hắn không ra được đâu Vi Tiểu Bảo nói ta đâu có sợ mấy vị hãy ra ngoài chờ ta hoàng thượng truyền cho ta hỏi hắn mấy câu bọn vệ sĩ giả một tiếng rồi lui ra ngao bái càng tức giận tiếp tục lớn tiếng thóa mạ vì tiểu bảo cười nói ngao thiếu bảo đức hoàng thượng phái tại hạ đến thăm sức khó của lão nhân gia nghe tiếng lão gia thóa mạ sang sàng thì biết rằng chân khí hãy còn sung túc thân thể khó mạnh như trước hoàng thượng biết tin này nhất định ngài sẽ vui lòng lắm ngao bái giơ hai tay lên đập xiềng sắt vào chấn song bật lên những tiếng choang choang lão càng căm hận thoá mà tổ mẹ nó thằng tiểu quỷ chó đẻ kia mi về bảo hoàng đế đừng làm bộ giả đạo đức nữa muốn giết ta thì cứ việc giết đi chẳng lẽ ngao bái còn sợ đến thứ mi nữa chăng gã đập vào chấn song sắt cửa sổ to tướng làm cho rung chuyển vi tiểu bảo sợ hắn phá cửa sổ nhảy ra lại lùi thêm bước nữa cười nói hoàng thượng có giận lão gia đến đâu thì cũng không giết lão gia một cách giản dị như vậy đâu ngài muốn để lão gia yên nghĩ ở đây hai ba chục năm, kỳ cho đến khi lão gia thực lòng hối lỗi bò đến trước mặt hoàng thượng dập đầu mấy trăm cái. Có thể hoàng thượng nghĩ đến công lao của lão gia ngày trước mà phóng xá cho cũng chưa biết chừng. Nhưng ngài có buông tha cho lão gia khỏi chết là may lắm rồi, chứ còn muốn làm quan to trở lại thì chắc là không được rồi. Ngào bái nghĩ thầm trong bụng, bị giam cầm nơi đây sống không sống được, chết chẳng cho thì thà rằng giết đi còn dễ chịu hơn hắn nóng tính như lửa thà chết chứ không chịu khuất phục khi nào hắn chịu đến xin lỗi tiểu hoàng đế và dập đầu lại hắn liền lớn tiếng mi về bảo hoàng đế đừng mơ mộng nữa y muốn giết ngao bái là chuyện dễ còn muốn ngao bái dập đầu tả tội thì khó khăn vô cùng vì tiểu bảo cười nói chúng ta thử chờ xem sau ba năm hoàng thượng khi nào nhớ tới lão gia lại phái tại hạ đến thăm lão gia lão gia ơi lão gia hãy bảo trọng tấm thân chớ để cả mạo phong hàn mà phát ho xuyên. Ngao bái lại lớn tiếng mắng chửi, ho xuyên con mẹ quân khốn kiếp. Nguyên trước tiểu hoàng đế vốn là người tử tế, chỉ vì bọn người Hán chó đẻ các ngươi làm cho y phải hư đốn. Lão hoàng gia mà biết nghe lời ta, triều đình không dùng một tên Hán quan, trong cung không cho một con Hán cầu nào vào thì làm gì có chuyện thối nát như ngày nay. Vì tiểu bảo bỏ mặc ngao bái chửi bới thế nào cũng mặc, gã lui ra ngoài hành lang đến chỗ nấu bếp, thấy nồi đang bốc hơi nghi ngút. Gã mở vô ra coi thì trong nồi đang nấu thịt heo với rau. Gã nói, thơm quá, lão bộc cười nói, đây là đồ ăn của phạm nhân, chẳng có gì ngon lành đâu. Vì tiểu bảo nói, hoàng thượng phái ta đến đây tra xét cách ăn uống của tên khâm phạm, không được để hắn đói là. Lão bộc đã công công cứ yên tâm, hắn không đói đâu, vương gia đã dặn cho hắn ăn mỗi ngày một cân thịt vì tiểu bảo nói lão múc một bát cho ta thử nếm xem nếu lão để tên khâm phạm phải thiếu thốn ta sẽ về nói với vương gia đánh đòn tên lão bộc sợ hãi nói giả giả tiểu nhân không dám để tên khâm phạm thiếu thốn trong việc ăn uống lão lấy bát múc thịt và rau rồi hai tay cung kính đưa đến vì tiểu bảo ăn một miếng canh thịt rồi ồ một tiếng chớ không phê bình gã hỏi mỗi bữa lão cho tên khâm phạm ăn bao nhiêu thịt ta e rằng cân thịt này lão ăn vụng hết. Người lão bộc vội đáp, không có đâu, cây này tiểu nhân đưa vào cho phạm nhân hết. Lão lấy bát lớn múc canh thịt và xới ba chén cơm lớn. Vì tiểu bảo cầm đôi đùa lên nhìn rồi nói, đùa này dơ lắm ta dùng thế nào được. Lão cầm rửa sạch đi cho ta. Lão bộc vâng giả luôn miệng rồi cầm đôi đùa ra rửa vào trong chậu nước. Vì tiểu bảo xoay mình lại lấy trong bọc ra một gói thuốc tán trộn vào bát canh thịt. Gã lại cất giấu gói thuốc vào trong bọc không để ai trông thấy. Gã khuấy bát canh lên mấy cái cho thuốc biến vào trong canh thịt. Nguyên Vi tiểu bảo đã biết vua Khang Hy muốn giết Ngao Bái mà gã định làm không để lại vết tích gì. Sau một lúc ngẫm nghĩ, gã quyết định chú ý lấy hơn 10 thứ thuốc tán ở trong dương của Hải lão công. Gã không cần biết thứ nào độc thứ nào không, đem trộn lẫn nhau gói thành một gói. Gã nghĩ bụng, trong mười mấy thứ thuốc tán này chắc thế nào cũng có vài ba thứ thuốc độc mình cứ cho hắn uống nhất định phần chết nhiều hơn phần sống. Lão bộc cầm đôi đùa ra ngoài rửa xong lau chùi sạch sẽ rồi cung kính đưa lên. Vì tiểu bảo đón lấy đôi đùa không ngớt quấy vào bát canh thịt của ngao bái. Gã hỏi, cha, thế này là nhiều thịt rồi, mọi ngày có được bấy nhiêu không? Ta coi tướng lão là một tay ăn vụng như chớp. Lão bộc đáp mỗi bữa đều cho phạm nhân ăn bấy nhiêu thịt heo, tiểu nhân không dám ăn vụng. Miệng lão trả lời như vậy, nhưng trong lòng rất lấy làm quái dị nghĩ thầm tên tiểu thái giám này thật là quỷ quái tinh ma sao gã biết mình hay ăn vụng thịt của phạm nhân mới kỳ vì tiểu bảo nói được rồi lão đưa cơm canh vào cho phạm nhân ăn đi lão bộc đáp giả giả rồi lão bưng cơm canh đưa vào phòng giam cho ngao bái vì tiểu bảo cầm chiếc đùa khẻ gỏ vào cạnh nồi trong lòng rất đắc ý nghĩ bụng, thằng cha ngao bái ăn bát canh rau cải nấu thịt ta bỏ thuốc vào nếu không thất khiếu chảy máu thì cũng bát khiếu chảy máu ra mà chết. Gã muốn nói một câu thành ngữ, nhưng không nhớ được rõ, gã nói thất khiếu chảy máu, lại thêm vào một khiếu nữa. Gã bỏ đùa xuống bước ra cửa nói chuyện gầu với tên vệ sĩ gắt cửa mấy câu rồi nghĩ bụng, chắc bây giờ thằng cha ngao bái ăn hết bát canh thịt rồi. Gã liền quay ra nhìn tên vệ sĩ thủ lãnh nói, chúng ta lại vào xem sao. Tên vệ sĩ thủ lãnh giả một tiếng rồi hai người tiến vào. Khi vừa bước qua cửa, bỗng nghe bên ngoài có tiếng quát hỏi, ai đó, đứng lai, tiếp theo hai tiếng vo vo như tên bắn. Tên vệ sĩ thủ lãnh giật mình kinh hãi nói, tiểu công công, để tiểu nhân ra coi, rồi gã nhảy vọt ra cửa, vì tiểu bảo cũng ra theo thì thấy những tiếng choang choảng vang lên. Hơn 10 người áo xanh tay cầm binh khí đang cùng bọn vệ sĩ động thù vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm, hõng bét, bọn thủ hạ của ngao bái đã đến cứu hắn. Tên vệ sĩ thủ lãnh rút kiếm chỉ huy vừa quát lên mấy tiếng thì thấy một nam một nữ xông vào giáp công hai bên tả hữu Bốn tên ngự tiền thị vệ hộ tống vi tiểu bảo đang đứng gần đó nghe tiếng quát tháo liền chạy lại viện trợ, xông vào vòng chiến. Bọn người áo xanh võ công rất cao cường, mới trong chớp mắt hai tên vệ sĩ ở vương phủ đã bị chết lăn dưới đất. Vì tiểu bảo vội thụt vào đóng cửa gã toàn cải then thì đột nhiên một luồng đạo lực xô mạnh vào đầy gã lùi lại ngã lăn ra xa hơn trường. Bốn tên áo xanh nhảy sổ vào, quát hỏi, ngào bái đâu rồi, ngào bái đâu rồi, một lão giả dâu dài túm lấy vì tiểu bảo sách lên hỏi, ngào bái giam ở đâu, vì tiểu bảo trỏ ra ngoài đáp, hắn bị giam trong địa lao ngoài kia, hai tên áo xanh liền chạy ra ngoài, nhưng bốn tên áo xanh bên ngoài lại xông vào chạy về phía hậu viện. Đột nhiên có tiếng người la, ở đây rồi lão dâu dài thấy vi tiểu bảo nói dối, nổi giận đùng đùng, vùng đao nhắm vi tiểu bảo chém xuống. Vi tiểu bảo thân thủ rất mau lẹ né mình tránh khỏi. Một tên áo xanh đứng bên phóng trường đánh ra đánh, binh, một tiếng trúng vào sau lưng gã, hất gã bay ra mấy trường, rớt xuống hậu viện nằm sòng sượt, không nhúc nhích được nữa. Sáu tên áo xanh vào đập cửa sắt nhà tù, nhưng cửa sắt này rất kiên cố khó lòng phá được trong khoảnh khắc bỗng nghe bên ngoài tiếng thanh la choang tròn vang lên từng hồi, vương phủ đã nổi hiệu báo động. Một tên áo xanh la, lẹ lên, lẹ lên, lão dâu dài gắt lên, thối lắm, ai không muốn mong, một tên áo xanh thấy không thể phá vỡ được cửa sắt. Chợt động tâm cơ liền cầm cây cương tiên trong tay thỏ vào cửa sổ mà bảy mấy cái, hai cây song sắt cong vèo đi. Lúc này lại thêm ba tên áo xanh chạy vào, ngoài cửa nhà có địa thế chật hẹp, chín người đứng chật như nêm cối. Khi triển thủ cước rất khó khăn. Vì tiểu bảo lồm trồm ngồi dậy, bò dưới đất toan lén ra. Nhưng gã bò được mấy bước liền bị người phát giác. Một nhát kiếm nhằm đâm vào sau lưng gã. Vì tiểu bảo né tránh sang mé tả, người kia quét ngang lười kiếm đánh, doạt, một tiếng. Áo xiêm vi tiểu bảo bị rách một vệt dài. Vì tiểu bảo trong lúc hoảng hốt, không biết đau đớn là gì nữa, gã nhảy vọt người lên, tranh trách xông ra một tên áo xanh quát mắng, quân tiểu quỷ, gã vùng đao chém tới, vì tiểu bảo không nghĩ gì nữa, nhảy sổ lại nắm lấy chân song sắt cửa sổ nhà tù. Người gã co lên treo toàn teng. Hán tử áo xanh đang dùng cây cương tiên để bẩy song sắt thấy vi tiểu bảo ngăn trận nơi cửa sổ, liền vung tiên đánh xuống. Vi tiểu bảo không còn đường lùi, hai chân gã xỏ qua khe song sắt, trầm người xuống. Thế là gã đã lách được vào trong nhà tù nguyên hai cây song sắt này đã bị hán tử áo xanh bầy cong đi, mà người vi tiểu bảo lại bé nhỏ nên chuồn lọt vào được. Choảng một tiếng vang lên, cây cương tiên đánh vào song sắt, bọn hán tử áo xanh bên ngoài quát tháo om sòm, để ta chuồn vào, để ta chuồn vào, hán tử sử cây cương tiên thò đầu qua kẻ hở muốn chuồn vào. Nhưng vi tiểu bảo là đứa con nít mới 13,14 tuổi nên chuồn qua được. Còn gã hán tử này thân thể to lớn thì chui lọt thế nào được? vì tiểu bảo thò tay vào ống giày rút lưỡi đao chủy thủ ra. Gã cầu khẩn trong bụng, cứu binh đến cho mong, cứu binh đến cho mong, tài gã nghe bên ngoài có tiếng đồng la, tiếng quát tháo và tiếng khí giới choang tròng hòa lẫn với nhau thành một khúc nhạc chói tai. Đột nhiên nghe đánh, vèo, một tiếng, một luồng kình phong đè xuống đầu gã, vì tiểu bảo không hiểu chuyện gì vội nằm lăn ra, lăn đi mấy thước bỗng nghe những tiếng loảng xoảng vang lên khủng khiếp khiến người nghe cơ hồ thùng cả màng tai. Vì tiểu bảo không kịp quay đầu lại, mặt gã bị đất cát bắn vào đau rát, gã đứng phát dậy thấy ngao bái hai tay vung vẫy xiềng xích lên đập bừa bài. Miệng hắn thét lên be be, chân hắn nhảy loạn xà ngầu, lưỡi hắn bị cắt trong ngự thư phòng nên tiếng gầm thét nghe càng khủng khiếp. Lúc này gã hán tử áo xanh xử cây cương tiên đã trôi qua được khe chấn xong cửa sổ vào trong nhà giang. Ngao bái vung tay có cả xiềng xích lẫn khóa đập xuống đầu gã thật mạnh. Gã áo xanh đầu óc vừa toang chết không kịp ngáp. Vì tiểu bảo cực kỳ kinh hãi và lấy làm quái dị tự hỏi tại sao hắn lại đánh chết cả người đến cứu hắn. Rồi gã chợt hiểu, la thầm, trời ơi, hỏng bét, hắn uống thuốc rồi tuy bị trúng độc mà không xuống chầu diêm vương, chỉ phát điên khùng. Bọn hán tử lớn tiếng quát tháo ở ngoài cửa sổ. Ngao bái tiếp tục vung xiềng khóa lên đập mạnh vào chấn song cửa. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, nếu hắn quay lại đánh lão ra thì lão ra đây phải về chầu Phật. Trong lúc nguy cấp, gã không kịp suy nghĩ kỹ gì nữa, vung lười trùy tủ lên hết sức đâm mạnh vào sau lưng ngao bái. Ngao bái tuy võ công cao cường, nhưng sau khi ăn phải thuốc rồi thần chí không còn minh mẩn nữa. Hắn không biết sau lưng có người tập kích, vì tiểu bảo cầm lười trùy thủ đâm tới hắn cũng không biết đường né tránh sột một tiếng, lưỡi trùy thủ đâm ngập tận chui, ngao bái rú lên một tiếng, hai tay xiềng khóa vẫn vung múa loạn lên. Lưỡi trùy thủ này là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Vì tiểu bảo thuận đà cầm chui kiếm đè mạnh xuống, xương sống ngao bái bị đứt làm hai, ngao bái lập tức té xuống. Bọn hán tử bên ngoài cửa sổ khiếp sợ đứng ngẩn người ra một lúc, tưởng chừng trên đời chưa bao giờ có vụ nào ly kỳ cổ quái như bữa nay. Ba bốn tên đồng thời bỗng kêu thét lên thẳng lòi con kia giết chết ngao bái rồi thẳng lòi con kia giết chết ngao bái rồi lão dâu dài bỗng quát to nảy chấn song sắt ra để vào coi cho biết rõ có phải đúng là ngao bái không hai tên lượm lấy cương tiên hết sức bẩy song sắt ra lúc này hai tên vệ sĩ ở vương phủ tiến vào lão dâu dài liền huy động loạn đao chém chết cả hai một hán tử áo xanh tay cầm đoàn thương đứng ngoài phóng qua khe cửa sổ nhằm vi tiểu bảo mà đâm hờ khiến gã không dám lại gần cửa sổ để đả thương người của bọn chúng. Sau một lúc, cây song sắt bị bẻ cong lên để hở một lỗ rồng. Một người đàn bà áo xanh nói để bản nhân vào coi, rồi thị nhảy vào, thân pháp cực kỳ mau lẻ. Vì tiểu bảo vung đao chùy thủ đâm vào người thì, người đàn bà đưa lưỡi liễu diệp đao lên gạt, chát một tiếng, thanh liễu diệp đao bị chặt đứt làm hai đoạn, người đàn bà giật mình kinh hãi, nhưng thị biến chiêu rất lẻ tay cầm thanh đao cụt liệng vào vi tiểu bảo vi tiểu bảo cúi đầu né tránh không ngờ thanh đao gầy lúc liệng ra tựa hồi nhắm phóng vào mặt gã mà thực ra thị phát huy tình lực rất khéo thanh đao gầy liệng trúng ngực vi tiểu bảo đánh kịch một tiếng thanh liễu diệp đao này tuy bị cụt nhưng trổ gầy vẫn sắc bén vô cùng nó cắm vào ngực vi tiểu bảo rồi tuột xuống bên ngoài áo gã gã vừa ngẫn người ra hai cổ tay liền bị người đàn bà túm được tiện đà thị quật hai tay gã ra sau lưng, tiếp theo gã thấy dưới nách đau nhói lên, thì ra đã bị điểm huyệt rồi. Lúc này chấn song sắt cửa sổ đã bị bè rộng thêm ra. Lão dâu dài và một hán tử áo xanh chuồn vào nhà tù kéo thi thể ngao bái lên coi rồi đồng thanh la hoàng, đúng là ngao bái rồi. Lão dâu dài muốn đưa thi thể ngao bái ra ngoài cửa sổ, nhưng lập tức lão phát giác một đầu dây xiềng đóng chặt vào tường đá. Trong lúc nhất thời lão không có cách gì chặt đứt xiềng sắt cho được. Người đàn bà nói, thanh gươm trùy thủ này sắc bén vô cùng. Rồi thị lượm lấy thanh trùy thủ của vi tiểu bảo chặt, chát, chát, mấy tiếng. Xiềng xích khóa vào xác ngao bái đều bị chặt đứt. Lão dâu dài cất tiếng khen, thanh đao này tuyệt quá. Đoạn lão đưa xác ngao bái chuồn qua cửa sổ. Bọn áo xanh bên ngoài đón lấy. Người đàn bà đẩy vi tiểu bảo ra rồi. Ba người cùng chuồn theo. Lão dâu dài hô, đem cả thằng lõi này đi, ra khỏi vương phủ rồi chia đường mà giải tán đến đêm sẽ hội họp ở chỗ cũ mọi người dạ một tiếng rồi xông ra một đại hán áo xanh cắp vi tiểu bảo chạy ra khỏi thạch thất bỗng nghe những tiếng veo véo vang lên tên bắn như mưa rào hơn hai mươi tên vệ sĩ tiếp tục bắn tên không ngớt khang thân vương cầm đao thân hành đốc thúc nên biết để mất tên khâm phạm là tội nặng vô cùng bọn áo xanh bị tên bắn rát quá trong lúc nhất thời không xông ra được đại hán ôm thi thể ngao bái hô lên hãy đi theo ta hắn đưa xác ngao bái về phía trước để làm mộc tre khang thân vương không hiểu ngao bái còn sống hay chết vội hô vệ sĩ dừng tay